Xin chào tất cả các bạn ha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ND Gaming. Và trong video này thì mình sẽ làm tiếp cái game GTA 5 này. Thì hôm trước mình lấy một đoàn xe tăng đi phượt núi, rất là nhiều bạn ủng hộ. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái đoàn một chiếc xe tăng thôi, đi làm Uber ha, đi chở khách trong thành phố ha. Thì hôm trước có các bạn kia nói là anh gồng cái súng này lên nó bắn rất là mạnh. Thì bắn một cái thì nó sẽ, để mình bấm thử xem nó có gồng không. Ôi, có gồng nè. Wow, cái này bắn bình thường nữa các bạn. À, còn khi mà gồng lên nè, nó như là cái tiếng trong trong phim Transformer vậy đó. Ok, thì hôm nay mình sẽ bật cho khách thử ha, xem coi lên. Nó không có bắn kiểu thẳng được ha. Lên xe đi. Mẹ nó mở cửa rồi nè, mới không biết đường lên nè. Rồi ok, chưa vô được rồi. Ok, nó cũng lên được rồi. Xe tăng này chạy nhanh lắm nha, không phải giỡn đâu. Chạy quá tốc độ được luôn á. Đường nó chạy có 45 mà con này chạy 68 là hết speed. Hết tốc độ tối đa của xe tăng là 68 km/h. Mình sử dụng cái này mình không có đổi được cái súng kia, cho nên súng kia thì lẽ các bạn nào muốn test thì để online mới test được. Chứ offline mình thì mình chỉ test được mình chỉ test mỗi cái súng điện thôi. Mà nó gồng điện lên nè. Bấm. Mạnh, nói chung thì mạnh hay không thì mình không có gì để mình test. Ví dụ như là một cái tăng khác mình bắn nữa một tiên đầu, rồi mình bắn nữa một cái gồng nó như thế nào. Chứ còn gồng này thì mình đắng nó cũng thường, xe nó bắn viên nó nổ thôi, chứ nó đâu có gì đâu. Cho nên cái vấn đề gồng súng đó là để mình kiếm cái gì đó mình test ha. Để các bạn, để mình ra biển mình test luôn. Rồi xuống xe đi cô. Được 18 đô à. Bye now. Bye bye. Rồi để mình chỉnh cái thời gian cái nào. Ok các bạn, để mình chút xíu. Rồi ok. Bây giờ mình lấy một cái con xe giống như vậy nữa. Fuck. Cái tội mà mình không có chịu gọi là không có chịu để yên con xe để mình coi á ha. Rồi ok, bây giờ chỉnh nó 3 chiếc. Độ một chiếc lên cái đã. Cái độ màu này đúng không? Rồi. Bây giờ mình sẽ bắn thử chiếc đầu tiên là bằng súng thường nên là súng điện nha. Bắn thử chiếc đầu tiên. Ok. Chiếc thứ hai. Bấm. Oh, khi mà mình gồng lên thì cái chiếc thứ hai nó có dấu hiệu là bốc lửa và nó đang nổ, đang cháy nè các bạn, đang cháy nè, đang có lửa nè. Đó. Là gồng nó mạnh hơn nhiều luôn. Đây nè. À, thấy không, nó đang bốc lửa lên rồi. Ôi, nó nổ rồi đó. Rồi chiếc phía sau nó cũng bốc cháy luôn rồi. Đây, bắn cái nó nổ. Cái xe tăng này chắc chịu được tầm hai lần đạn này, tại đạn này nó yếu. Chúng là xe tăng này thì nó không bằng xe tăng kia đâu. Tăng kia nó trâu hơn đó, nhưng mà giờ mình chỉnh thì nó mất con xe tăng này nữa là sao. Để mình lưu lại cái đã. Khan Zali. Rồi ok. Tăng R hay no tăng. Rồi.
Con này thì khủng bố hơn nhiều. Xe kia là xe tăng thế hệ tương lai. Còn xe tăng này là xe tăng thường thôi. Rồi, để mình bắn thử mấy viên con này nó chết. Bắn súng thường nha, và đạn thường nha. Đứng tầm này. Một. Hai. Rồi, cũng 2 viên nó nổ mục tiêu rồi. Ok, 2 viên là nổ một con xe tăng này. Để mình thử lại xem là để cho xe tăng nó chạy ra tầm cỡ này nha. Con này chạy chậm lắm, chạy không có nhanh bằng con kia. Rồi, để mình bắn thử một phát một gồng lên xem nó có nổ con tăng này luôn hay không. Bùm. Không nổ được. Nói chung là nó cũng chỉ té khó chứ không nổ được. Sao con này trâu vậy? Con kia bắn 2 viên chết rồi, con này bắn 2 viên chưa chết luôn. 3 viên nó mới chết. Vậy là sao ta? Khó hiểu. Ok, 3 người giành khách luôn. Mà thấy khó hiểu không? Tới nãy mình con kia bắn 2 viên nó nổ nguyên con xe tăng luôn. Còn tới con này mình bắn 3 viên nó là không nổ. Có cái lựu đạn bay đó này nó hủy chuyến đi rồi. Đây có 2 người, để mình chạy đông đông nó xem nó lên nó ngồi ở đâu. Nhìn cách nó lên nó biết ngồi ở đâu không. Rồi, lên đi. À, ok, hai em gái này. Một đứa ra sao ngồi. Đứa này ra sao luôn hả? Ok. Ngồi sao an toàn mà đúng không? Thôi dừng. Nó chỉ nóng thôi, xe nó chỉ nóng thôi. Sẽ thường các bạn chạy nóng hổi sẽ tăng cho nó nóng dữ lắm luôn. Chứ đang là đường duy nhất mấy cái này đó, quýnh được mấy cái cột đèn đồ quýnh được chưa đó đó. Xe tải quýnh luôn nhưng mà mình phải có cái trớn mạnh mới quýnh được mấy con xe tải. Nó quýnh được nhưng mà xe mình nó cũng quay đầu lại luôn. Ai quýnh được hả các bạn? Đấy, xe chết luôn thằng chủ luôn. Cái tiếng mà gồng lên đó nghe y như là trong phim Transformer vậy đó. Xe tăng có kẹt nha. Wow. Ui, xe tăng kẹt. Hay ta. Như nhạc trong opera, nhạc khán phòng á. À, nhạc nhạc khán 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 phòng mà. Opera gọi nhạc gì khán phòng đúng không? Tôi nghe hơi sai. Nó hơi sai thiệt. Thôi tắt đi, mất công nhiều bạn nó nhức đầu. Nghe tôi nhức đầu thiệt. Nhạc opera là nhạc khán phòng mà. Khán phòng mà. Phải đọc cái từ nó sai sai sao. Ngày hôm nay mình hơi nhức đầu chút cho nên video này có thể sẽ không có được dài cho lắm, có gì các bạn thông cảm nha. Thì mình cũng mới test đạn xe tăng, tại hôm trước mình đọc comment thì có các em đó, có các bạn đã nói là anh gồng lên, anh giữ lâu lên nó bắn rất là mạnh đó, thì hôm nay mình sẽ test, đã test rồi cái đó rồi. Goodbye. Bye bye. Ok, có 2 người khách bên kia đang đi đường qua lên luôn. Đấy, mình đã test rồi, mình lấy xe tăng lên mình test cho các bạn luôn nha. Xe tăng là công bằng nhất. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tiếp. Mình review được 4 sao do là mình đi mình đụng xe mình bắn á. Chứ nếu các bạn đi đàng hoàng thì nó được 5 sao luôn. Mình hầu như không thấy đứa nào nó lên chỗ này nó ngồi nha, cái chỗ kế này là cái chỗ kế bên mình á. Không có. Toàn là chưa ra sao ngồi luôn à. Còn thằng mập này sao đây?
Các bạn thấy cục trắng trắng nó quay theo không? Có người ngồi ở trọng nó quay theo rồi. Để coi nãy lên nó quay hai cục luôn không? Mọi đứa bên á. Rồi hey, chuẩn rồi. Oh hey. Oh hey, có khi có người ngồi. Hai cái thằng ngồi phía sau thì nó sẽ quay. Rồi mà đi hai cục đó nha, hồi hai nè xuống xem nó còn quay hay không nha. Nên mình quay cái nọ nó sẽ quay theo nè, thấy không? Đó. Hai cục màu trắng trắng, hai cái đó là hai cái tên lửa để giờ bắn trực thăng. Thăng mình không bắn được trực thăng được. Cái đạn này không bắn được trực thăng, nó là tên lửa. Hey, you hit me. Cái đạn nó hay á. Mà cái đạn đầu không hay, cái đạn mình tè 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 tè, cái đạn nó hay á. Đây nè, cái đạn này nè, từ từ rồi. Nè nè, cái đạn này nè, chuẩn bị nè. Đó. Đạn này mình cắt ra làm tiếng càng nó sẽ hay hơn rồi, cái tiếng tè tè. Tiếng đầu nó không có đã bằng. Cái răng này nó lùn lách đã luôn, chạy đúng nhanh luôn. Lùn lách siêu đã luôn. Chở tận nhà. Rồi nha, con nhìn hai bye now. Lúc mà nó xuống xe mình không có đi hai cái nòng súng này nè. I'm sorry about that. Quái, lấy cái nòng súng quất cái chết nhỏ luôn. Đây nè. Đó, giờ các bạn thấy hai cái súng pháo nó đâu còn quay nữa đâu. Đứng yên luôn. Nó đứng yên luôn mà hai cái súng pháo nó đâu còn quay nữa đâu. Đó, như các bạn thấy là hai cái súng pháo nó đứng yên, nó đâu còn quay nữa đâu, thấy không? Chỉ khi có người nó mới nó quay thôi. Giờ mình cho các bạn xem biểu diễn ảo thuật. Không, cái này không phải, cái này chưa chưa ổn lắm. Chứ nó chưa ổn lắm. Gọi là các bạn kiếm một cái góc nào đó, các bạn quất vô một cái xe nó văng lên trời. Như này, kiểu này nè. Mà nhanh quá nó không tính. Đó, như cái lúc nãy mình, các bạn thấy cái xe mình nó hất lên trời luôn á. Có nhiều lúc nó bung góc lát xong cái nó tự văng xe lên trời luôn. Đây, xuống xe chơi, xuống đi chơi. Rửa xe nãy xe nó dơ rồi. À rồi thôi, ok thì video này mình sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Thì nếu mà bạn thích cái video này các bạn hãy like, share và subscribe cho mình, ủng hộ mình ha. Và đừng quên ủng hộ cho mình và đừng quên like, share và subscribe cho mình. Và cảm ơn các bạn phía dưới video này ha. Thì bạn nào có những ý tưởng hay các bạn cứ comment phía dưới để mình sẽ xem, mình sẽ làm cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye. Sẽ tăng đi vô cái đường này thì nếu mà đi chậm chậm thì được, mà tại mình đi mình quẹo quá cho nên là nó lạng qua lạng lại ha. Rồi ok, chào các bạn. Bye bye.